อ้ชิอ้ายีเกียตัวให้เจ้าสิงห์ดูลอยมาจิ้งจกง่ายกันเลยตัวตาโอ้ยเฮ้ยไงไงกูเอ็มไงบีบีทีวีก็เล่นก็เล่นมาตีเนื้อchị đi mua sách ấy thế là chị thấy bộ đồ chơi này hay chị mua này hai chị em mình chơi đi đâu hả đây 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 em dạ em đủ chơi game nữa không chơi nữa chơi cái này với chị cái này hay nha rồi vừa bổ ích nữa suốt ngày em chơi điện thoại á đau hết mắt đi ố trò gì mà nhìn lạ đấy chị trò này là ếch săn mồi săn mồi á chị chuẩn bị không có lần đầu tiên em chơi luôn thì chị thấy lạ chị mới mua mà ở đây có hướng dẫn sử dụng này chúng mình bóc nhá ok chơi đi ê chị mở cho đi nè có cái gì đấy chị chị cũng không biết nữa hai cái ui cái gì đấy có con sâu này này con này con ruồi à chị ơi rán như này cái này bạn ấy cho vào miệng này à bạn ấy đeo vào đúng không nhưng mà có cái lưỡi dài thế lưỡi ở đâu ta à chị biết rồi cái này chắc chắn là cái lưỡi bởi vì khi mình đấy dài chưa à thế thì như này đâu đây cắm vào đây cắm đấy. Vào đây à ôi ôi còn cái này để làm gì em xem hướng dẫn xem nào đây lắp vào rồi đúng không bước thứ tư đấy là con rắn đấy chị ơi có những thẻ màu xanh không em ở đây em thấy thẻ màu xanh đấy xanh này à đúng rồi thẻ màu xanh này gập như này à đây 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 xong rồi dựng lên dựng một hàng đây 7, đây 10. À, có số. Có số đúng rồi. À, số 1 nè. Số 1. Đấy. Ở đây có những cái thẻ nữa. Có thẻ nữa. Em xem này. À, thẻ này chị ơi. Yeah. Đây. Thì em xếp thẻ đi. Để chị xếp cái này. Số 2. Đấy. Đây là những cái thẻ. Xong rồi chúng mình sẽ bốc thẻ và bắt mồi ứng với số ở trên thẻ. Yeah. Chị ạ. Bốc thẻ á? Vâng. Chúng mình sẽ bốc như này. Ví dụ đây là số 5 này. Xong rồi chúng mình sẽ bắt đây. Mồi số 5. Đây, sẽ bắt cái chú rắn này. Đúng rồi. Đấy, số 5. Đấy. Luật chơi là như thế. 6. Thế bây giờ em với chị chơi thi không? Chơi thi á? Ừ. Được luôn. Được. Nhưng mà mình xếp cái này đã. Đợi em hộ chị xếp đi. Ok. Số 6 sau đến số 7 đây nè. Đây số 8 nè. Xếp xa xa đây chị ạ. À? Đây. Số 8. Ố, mình thiếu số 4 chứ, bỏ qua số 4 chứ. Đây là số 9 nè. 1, 2. Cho xuống đây đi chị. 3. Đây nè. Đây, cho gần cho dễ chơi nhá. Vâng. 7. Ý, 6 này, 5 này. Rồi, dịch xong đi. Chị thổi thủ nhá. Được. 2, 3. Không đến này. Chị phải thổi thấp thấp vào. Bắt được một bạn ruồi nha. Thế bây giờ, chị sang bên kia đi. Được. Hai chị em mình nha. Bắt mồi, nếu mà cái màu xanh này nằm trên thì em thắng nhá, được không? Yeah. Cái màu đỏ nằm trên là chị thắng đúng không? Ừ, yeah. Được. Ơ, tổ số 1 rồi, tổ bạn sâu này rồi. Yeah. Ừ. Đây, thẻ để đây. Để em trộn thẻ nhá. Được. Đây. Phải nhanh nhá chị nhá. Được. Thế em trộn thẻ trước đi. Từ từ, để em đeo cái này vào đấy à, trước. Chị cũng chưa đeo mà. Chưa. Dài thế. Em chọn thẻ đi. Chị nhìn cho em chọn trước đấy. Em chọn cái đầu tiên. Từ từ. Số 1. Con xanh được game này. Chị chọn này. Em thắng rồi.
tiếp. Số 1. Đây, chơi chọn đi. 1, 2, 3, 9. Trời ơi, đây. 2, 3. Số 1. Chọn đi, chọn đấy. Ơ, chị ơi, gì kìa? Số 2. Được, lần này chị sẽ nhanh hơn em. Số 8. Đúng rồi. Này của em này. Đến lên em chứ. 1, 2, 3, 1. Số hợp rồi. Không, hai số này lấy số nào đây? Tụt em hả? Ờ em hả? Thế là chị ngồi cho. Số 6 em hả? Hai. Ơ không 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 không. Chị có là hai ra đổ em nhanh vậy. Hai ra đi chị. Hai. Ơ chị có là đây lại nhá. Của chị. Yeah. Ừ. Anh lấy của em trước đi. Chơi lại không chị? Không. Đến của ai trước đây của chị nhá. 1 nè. 3 4 5 1 2 3 4 5 Càng nhanh nhá. Em thấy trò chơi này vui không? Có. Thích quá đi à. Cái trò này chị thấy rất là vui và bổ ích luôn. Cái này á, hai chị em mình chơi chung được nhỉ? Nhưng mà phải ai phải nhanh hơn thì mới được. Yeah. Mà ai chậm một tí thôi là bạn ếch kia là bắt mồi ngay. Chơi lại một ván nữa không chị? Chơi nữa? Vâng. Đến giờ đi nấu cơm rồi cái kìa. Nấu cơm xong rồi tí nữa chơi. Nhưng mà trò này vui, chơi một ván nữa thôi. Tí nữa. Cất đi. Vâng. Tí nữa chơi nữa nhá. Đồng ý. Nào. À, đây. Đây, cho vào đây. Nấu cơm mà chị hôm nay ăn món gì đấy? Hôm nay á, ăn rau. Có thịt đâu? Thịt à? Có. Cho em cất đi. Cất ra. Mang vào phòng chị nhá. Ok. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.